Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Đoàn đặc nhiệm miền Bắc cùng các lực lượng chức năng phối hợp với Ban chỉ huy an ninh tỉnh Hủa Phăn, Lào bắt giữ liên tiếp 2 vụ vận chuyển ma túy và thu giữ gần 39.500 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng Nang Chư Hơ, Thạo Vi Tho, Thạo Giang Hơ cùng sinh sống tại bản Na Lưu, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn của Lào, lực lượng chức năng đã thu giữ được 27.400 viên ma túy tổng hợp và 200 gram heroin. Cùng thời điểm này, tại khu vực bản Phan Say, huyện Sầm Nưa, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trông Va Tho khi đang thực hiện vận chuyển 12.000 viên ma túy đến Sầm Nưa để tiêu thụ. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ để bàn giao người, tang vật cho cơ quan chức năng Lào xét xử theo quy định.